những từ vựng mà đã xuất hiện trong đề thi GLBT 10 năm qua. Và đây là môn đai cách sử dụng từ. Môn đai này thì các bạn bảo là khó và thường sai đúng không? Nhưng nếu có cuốn sách này thì nó lại trở nên vô cùng đơn giản. Thì trong cuốn sách này cũng sẽ đưa ra bản chất của từ là gì qua cách giải nghĩa bằng tiếng Nhật, tiếng Việt, các cái point, các cái điểm mấu chốt để bạn nhớ được ý nghĩa của từ. Các bạn biết không, đây chính là quyển sách từ vựng N1 mà mình tâm đắc nhất, bởi vì là năm nào thì 85% những từ vựng ở trong quyển sách này thì đều sẽ xuất hiện trong đề thi GLBT. Và hơn thế nữa, để có thể nhớ từ vựng N1 một cách nhanh nhất thì các bạn sẽ phải hiểu được bản chất của từ và học các cụm từ đi kèm với từ vựng đấy, cũng như là những từ mà có khả năng cao xuất hiện trong đề thi, đúng không? Chính vì vậy mà đây sẽ là quyển sách giải quyết được tất cả những vấn đề đó cho bạn nhé. Nếu các bạn muốn nhận chọn một tài liệu 100 từ vựng mà mình đã dạy trong video này thì các bạn hãy comment RK để chúng mình gửi tài liệu cho các bạn. Và sau khi xem hết video này, nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới việc học và ôn thi GLBT N1 thì các bạn hãy tham gia vào nhóm Cùng Học N1 để mình cùng đội ngữ giáo viên của Ricky sẽ giải đáp cho bạn nhé. Số 61 này á thì nó không có trong sách mà nó có trong khóa học nha các bạn. Đọc là gì các bạn? Jade. Thực ra là nhìn chữ Hán chúng ta cũng đoán được cái nghĩa của nó rồi đấy. Nó là chữ giao đúng không? Thì bản thân của từ này có nghĩa là giao thoa giữa nhiều yếu tố với nhau, đúng không? Là hòa trộn lẫn lộn vào với nhau. Thế nên là khi mà nhìn vào các câu trả lời dưới này ấy, thì các bạn sẽ thấy là sẽ có một cái chính là cái phương in kỳ. Một cái danh từ chính là cái bầu không khí. Bầu không khí mà nó giao thoa, nó hòa trộn với một cái yếu tố nào khác nữa. Mặc dù đây là một cái cuộc họp đúng không? Cuộc họp của những cán bộ cấp cao đấy, nhưng mà nó có thêm yếu tố là hài hước. Jodano majieta naoyakana funginki, đúng không? Đấy, thì đây là cái yếu tố mà hòa trộn vào với cái N này. Nên là chúng ta sẽ chọn đáp án chính xác là đáp án số 2 nhá. Câu số 62, số thứ tự 158 trong sách giáo khoa. Từ 158 này sẽ đọc là Zetsume. Zetsume ấy là tuyệt chủng. Những cái loài sinh vật là bị tuyệt chủng hoàn toàn. Chúng ta nhớ với nghĩa là các cái loài sinh vật nó bị diệt vong đúng không? Nó bị tuyệt chủng á. Các sinh vật thì nên hiểu là tuyệt chủng thì đúng hơn đúng không? Thì chúng ta sẽ xem là có cái loài nào xuất hiện ở đây không? Ừ, thì đây. Đây là khủng long này, câu số 2, đúng không? Nó không thể nào thích ứng với cái sự biến đổi của tự nhiên, thế nên là nó đã bị tuyệt chủng. Người ta cho rằng là như vậy đó, nên là chúng ta nhìn xem là loài vật này cộng với từ này thì sẽ là hợp lý nhất nhá. Tiếp theo câu 63, số thứ tự 583, từ này lặp lại mọi người, bởi vì là nó đã từng xuất hiện 2 lần vào năm 2016, lặp lại năm 2021 rồi này mọi người. Thế nên là cái việc mà chúng ta luyện đề rất là quan trọng nha, đúng không? Nó sẽ có cái sự lặp lại mà. Subayai, mọi người nhớ không? Là thể hiện cái sự mau lẹ, nhanh nhẹn. Thường nó hay đi với cụm từ là sochi, có nghĩa là xử trí một cách nhanh nhẹn, mau lẹ. Và chúng ta đã chọn luôn được cái đáp án chính xác là đáp án số 1, là bởi vì là đây là subayai taiho, đúng không nào? Đấy, đối phó xử lý một cách mau lẹ đây này. Nhờ cảnh sát xử lý rất là nhanh. Thế nên là cái tên tội phạm bỏ trốn là bị bắt ngay nhá. Chúng ta nhớ nhá. Có thể đằng sau sẽ là sổ chi hay là thai ô gì đấy. Đó. Đằng sau sẽ là những cái danh từ chỉ cái việc hành động nha. 64. Đây là số 627 trong sách giáo khoa. Cái này đọc là gì các bạn? Đô cốt chữ. Đúng không? Nhìn cái mặt chữ Hán đã đoán được nghĩa rồi đây này. Lộ cả xương ra. Nghe ghê nhỉ? Đô cốt chữ. Đúng không? Thì đấy, lộ cả xương ra mà. Thì có nghĩa là gì nhỉ? Không giấu giếm gì cả. Bộc lộ hết ra ngoài. Đúng không? Biểu hiện một cách rất là lộ liễu những việc xấu xí khó coi, đúng không? Thường nó sẽ là những cái việc không có tốt, nghĩa xấu nha các bạn. Đấy, nên là người ta cũng đưa ra một cái ví dụ đây này. Đó là sau khi mà nhờ anh ta việc thì anh ta tỏ cái thái độ ghét ra mặt luôn đây này. Đấy, lộ hết ra mặt mà. Nên là xem là cái từ này nó có hay đi với những cụm mà thể hiện thái độ hay không nha các bạn. Nên chúng ta sẽ chọn được đáp án chính xác cho câu này là đáp án số 3, đúng không nào? Rokotsu ni iyanaka o sareta. Bị ghét ra mặt luôn đấy. Ghét ra mặt đây này. Cụm từ này rất là ấn tượng. 65, số thứ tự 159. Cô phử. Từ này quen thuộc quá. Mọi người hay đi làm giấy tờ hồ sơ ở bên Nhật chắc biết luôn đúng không? Có nghĩa là gì nhỉ? Cấp phát giấy tờ, tiền, tài liệu. Đấy. Các cái cơ quan ban ngành cấp phát giấy tờ cho những người đã thực hiện cái quy trình nào đó. Tóm lại là rất hay liên quan tới giấy tờ nha các bạn nha. Chúng ta quay lại với câu này. Nhìn xem cái nào là giấy tờ đây. Rồi đấy, câu 4 này, shome shonoko hử, cái người mà cần cấp giấy chứng nhận ấy.
giấy tờ tài liệu này, chọn luôn đáp án số 4 đúng không? Ok. Câu 66, một tính từ số thứ tự là 657. Katakana. Katakana nghe cứ như kata ấy nhỉ? Xem có phải là kata không nhá. Thì từ này á, nó thể hiện cái thái độ như các bạn, nó là bướng bỉnh. Nghĩa là mình cứ không thay đổi thái độ, chủ trương của bản thân, tiếp tục một cách bướng bỉnh. Thường á thì sẽ đi với cụm đó là katakana ni nanina nếu chuzuke deu, thử xem là có đáp án là phù hợp không nhá. Này, ngay câu số 3 này. Không nghe cái lời khuyên của gia đình, lời cảnh báo của gia đình mà cứ tiếp tục là bướng bỉnh theo cái suy nghĩ của bản thân mình đây này. Katakana ni shibun no kangae. Thấy chưa? Theo cái cụm này này. Cái suy nghĩ của mình, cái thái độ của mình một cách bướng bỉnh không có thay đổi thì chúng ta sẽ chọn đi kèm với từ katakana này các bạn nhé. 67, số thứ tự 464, natsuku. Natsuku là gì nhỉ? Cứ mỗi lần nghĩ đến cái từ này á là mình lại tưởng tượng ra hình ảnh một chú chó xuất hiện ở bên mình và đang vẫy đuôi xong đầu sán lăn lại với mình. Thì đấy là cái hình ảnh của cái từ này nhé. Đôi khi mình nhớ theo hình ảnh, mình nhớ rất là lâu luôn. Đúng rồi, trong sách này nó thể hiện cái thái độ rất là quấn quýt, rất là gần gũi đúng không? Cảm giác rất là thân cận, gần gũi thì thường sẽ là gì? Trẻ em hoặc là động vật nhá. Có thể là con, là em bé đúng không? Hoặc là chó, hoặc là mèo. Đấy, nên là chúng ta sẽ chọn rất là dễ đối với động từ natsuku này. Ngay câu 4 này. Đấy, con chó nhà tôi đây này, nó quấn lấy bạn của tôi này. Chúng ta chọn đáp án số 4 nha. 68, số thứ tự 36, chotatsu. Cứ nhắc cái từ này ấy, thì mọi người sẽ nhớ ngay đến cụm gì? Thường á, nó sẽ là tập hợp tiền hoặc là hàng hóa. Từ này nó mang nghĩa là huy động mà, điều động vốn để gom hàng hóa đấy nhá. Tiền vốn vật liệu, một là shikin, hai là jaidio là rất là hay gặp nha. Nhìn xem là trong cái câu trả lời này có tiền bạc hay là hàng hóa gì không nào. À đây này, ngay câu số 1 này, shikin no chotatsu shinakereba naranai. Vậy thì để có thể bắt đầu công việc kinh doanh mới thì phải điều động vốn, huy động vốn thôi, đúng không? Shikin no chotatsu được, chả cần phải suy nghĩ gì nhiều. Chọn luôn đáp án số 1. Thế là mới nói là cái dạng bài này ai mà biết làm nhanh lắm. Ai mà không biết thì khó. Câu 69, số thứ tự 37. Từ này đọc là gì nhỉ? Sai shin nha các bạn nha, sai shin. Nhìn cái chữ sai, cái chữ tế này đã thấy nó tỉ mỉ rồi đúng không? Nghĩa là mình chú ý kỹ đến cả những cái điều nhỏ nhặt, rất là hay đi với những cái cụm như là chuiyo harau, nghĩa là chú ý nhá. Chú ý rất kỹ đúng không? Đấy, xem thử xem nào, đáp án là câu số mấy đây? Đây, câu số 3 này. Đấy, cần phải chú ý thật là kỹ. Sai shin no chuiyo harau hichiyo ga aru. Đáp án chính xác là đáp án số 3 đúng không? Chúng ta chọn đáp án số 3 nhá. Câu số 70, số thứ tự 38 luôn nhá. Cái từ này á, nó cũng thể hiện cái thái độ ngoan cố ương ngạnh, giữ nguyên cái suy nghĩ của mình. Đấy, ví dụ như là người ta có đưa ra những cái từ rất là hay gặp đối với từ này như là tâm địa xấu xa, nói xấu, tính cách xấu xa. Tóm lại là cái từ này nó không mang ý nghĩa tốt đâu các bạn nhé. Ở trong này thì sách cũng đưa ra đó là một cái cụm từ ấy, đó là bởi vì nóng, thế nên là đừng có cứng đầu nữa. Izio haranai de, đúng không? Izio haru là cứng đầu. Izio haranai de, đừng có cứng đầu, tiếp tục làm nữa, làm đi uống nước đi cho khỏe, ví dụ thế. Nên là chúng ta nhớ luôn cho mình những cái từ izi này á, rất là hay đi với cụm từ là izio haru, izio haranai hay là izio harazuni. Đây này, không có ngưỡng, không có bướng bỉnh, cứng đầu nữa mà hãy chân thành xin lỗi đi. Đây, đáp án chính xác là đáp án số 2 nhá. 71, meki meki, số thứ tự 802. Meki meki là gì nhỉ? Thể hiện cái sự trưởng thành, tiến bộ rất là nhanh chóng, rất là rõ rệt nhá. Đó, tiến bộ rõ rệt này. Đó, những cái cụm mà đi với nhau, meki meki jotatsu shita. Đó, chúng ta quay lại đây nào. Ngay câu số 4 này. Đó, nhờ vào việc đi học cái lớp này mà tôi đã tiến bộ rất là rõ rệt này. Meki meki jotatsu shita. Rất là hay đi với những cụm từ thể hiện sự tiến bộ như là jotatsu hay là secho đúng không? Trưởng thành như thế nào đấy. Chúng ta chọn đáp án số 4 nhá. Từ số 72, số thứ tự thứ 8 trong sách giáo khoa. Mesaki là gì nhỉ? Mesaki là chỉ những cái việc trước mắt, những cái việc mà trong tương lai gần. Đó, cụ thể nhá. Cụm từ mà mesaki hay gặp sẽ là mesaki ga mienai. Đúng không ạ? Tương lai mù mịt, không biết được tương lai như thế nào. Hoặc là mesaki ga kiku thì là một cái người mà có thể nhìn thấu được cái tương lai, đúng không? Nên chúng ta cứ nhớ hai cụm này đi, mesaki ga mienai và mesaki ga kiku. Đấy chứ?
Thế nhưng mà trong câu số 72 này chúng ta cũng chưa cần phải nhớ đến cụm, chúng ta cũng có thể chọn được theo nghĩa. Ví dụ như là những cái lợi ích trước mắt đúng không? Nhìn luôn này, mesaki no rieki, không đuổi theo lợi ích trước mắt mà phải suy nghĩ về cái tương lai của công ty. Nên là ở đây chúng ta chọn được đáp án chính xác là đáp án số 3. Chúng ta nhớ theo cụm là rất quan trọng. Và bên cạnh đó chúng ta vẫn phải nhớ nghĩa đúng không? Nhớ nghĩa được là đôi khi chúng ta nhìn vào đây chúng ta diễn giải được cái nghĩa của nó, thấy phù hợp là chúng ta chọn luôn được đáp án chính xác là đáp án số 3 nhé. Chỉ cái lợi ích trước mắt đúng không nào? Câu số 72, số thứ tự 722 cũng là một từ lặp lại hai lần rồi các bạn nhé. Miêu tô sự là gì nhỉ? Ta nhìn sót, ta bỏ sót đúng không? Thế nên là nhìn xuống các cái đáp án ấy, chúng ta nhìn thấy luôn đó là nhiều mail quá nên là bỏ sót mất cái liên lạc quan trọng. Đúng không? Chuyo na renaku o miyoto shite hita. Đấy, nên là chúng ta dựa vào cái hàm nghĩa của nó mà chúng ta chọn được đáp án chính xác là đáp án số 4 nhé. Bỏ sót mất cái liên lạc quan trọng đúng không nào? Từ số 74 đó là thokku ni, là nó chỉ cái việc mà đã xảy ra từ lâu trước đó rồi đúng không? Nên là chúng ta chiếu luôn xuống đây sẽ thấy là cái anh này thì anh ấy đã về lâu rồi. Thokku ni kaerimashita yo. Chính là đáp án chính xác nha mọi người nha. Từ này là chỉ thời gian nha, làm cái gì đấy từ lâu rồi nhá. Tiếp theo câu số 75, số thứ tự 669. Machi 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 machi. Machi machi là gì đây ạ? Machi machi là từng cái đều khác nhau, nó rất là đa dạng nha. Thường hay nói về thời gian, rồi là cái dáng vẻ, rồi là cái kích thước nó khác nhau đa dạng. Đấy, ví dụ giờ ăn tối khác nhau này, ý kiến khác nhau này, thì chúng ta sẽ dùng cái từ này. Nên là chiếu xuống đáp án các bạn sẽ thấy là nhà tôi này, giờ ăn tối là mọi người đều khác nhau, mỗi người một giờ, đúng không? Đáp án chính xác là đáp án số 1 nha mọi người nha. Câu số 76 chúng ta có từ số 11 nhé. Yutori. Yutori là gì nhỉ? Yutori là dư giả, thông thả, thừa thãi đúng không? Tóm lại là có cái gì đó nhiều hơn mức cần thiết. Và rất là hay đi với những cụm nói về kê dai, về kinh tế này, về cái tinh thần kimochi này, đúng không? Kokoro này, rất là hay đi. Có dư giả về kinh tế này, tận hưởng cuộc sống dư giả, rất hay đi về cụm yutori ga dekiru đúng không? Quay lại bài các bạn nhìn luôn này. Đó là có cụm từ là kezai teki ni yutori ga nai, không có dư giả về mặt kinh tế sau khi mà sinh con đúng không? Đấy, đây chính là cụm mà chúng ta cần phải chọn đáp án chính xác số 2. Câu số 77, số thứ tự 1 luôn. Và từ hai phương này thì gặp rất là nhiều rồi. Chúng ta phân phát cái gì các bạn? Ngay từ số 1 này học rồi đúng không? Phân phát cái gì đó cho nhiều người như là tờ rơi, quảng cáo, tài liệu, giấy tờ này. Hai phương. Chiếu xuống đây, cái nào nào? Đúng rồi, đây, có phân phát cái mẫu dùng thử này. Muryo sanburu hai phương shite ru. Nên chúng ta chọn được đáp án số 4 nha. 78 này. Shisho. Đề thi tháng 12 năm 2011. Shisho. Shisho là gì? Hay đi với cụm nào mọi người? Đúng rồi, rất là hay đi với cụm shisho na sekatsu, cuộc sống giản dị, không mua những cái thứ lãng phí, sống một cuộc sống giản dị, bình dị đúng không? Shisho na sekatsu nha, chỉ cái tác phong sống, cái cuộc sống nha mọi người. Lưu ý này, đáp án số 4 nhé. Câu số 79, số thứ tự 724. Miushinau. Miushinau là gì nhỉ? Miushinau có nghĩa là gì? Bây giờ bị thất lạc rồi, lạc mất rồi, mất dấu rồi, mắt không thấy đâu nữa rồi, đúng không? Đấy, thì nó có hai cái nghĩa chính. Thứ nhất là những cái thứ mà từ trước đến giờ ta vẫn thấy, bây giờ tự dưng lại đi đâu mất ta không thấy, đúng không? Ví dụ như là đứa trẻ nó lạc mẹ, nó khóc này, hay là đánh mất cái thứ quan trọng mà ta sở hữu. Thường là có thể là đánh mất bản thân này, hay đánh mất một cái gì đấy quan trọng với mình, đúng không? Hãy quay xuống đây nào, từ này đáp án chính xác là đáp án số mấy đây các bạn ơi? Vậy câu số 79 này đáp án sẽ là đáp án số 4, bởi vì lạc mất bạn đúng không? Một cái thứ mà trước ta thấy tự dưng bây giờ không thấy đâu. Ví dụ như đứa trẻ lạc mẹ thì đây là ta lạc mất bạn, đúng không? Đi bộ thì xong lạc mất bạn, chả thấy bạn đâu. Đáp án số 4 nha. Câu số 80 là đề thi tháng 12 năm 2012. Từ này đọc là gì các bạn? Cô đai, chữ quảng và chữ đại đúng không? Cái này là nó chỉ cái không gian rộng lớn đúng không? Từ này rất là hay đi với không gian rộng lớn. Thế là chúng ta thấy luôn câu số 2 này nó sẽ là cô đai na canvas đúng không? Một cái khuôn viên rất là rộng. Nên là chúng ta sẽ chọn được đáp án chính xác là đáp án số 2 nhá. Chỉ cái gì để nó rộng lớn thanh thang. Và rất hay đi với những danh từ mà chỉ cái khoảng không ấy các bạn. Không gian nhé.